Hello, chào cả nhà mình nha. Mình dưới đây, mình với cậu Sáu mình đi hút ong cả nhà ơi. Thấy ông ngoài này hai những cháu đi hút nè. Những cháu Sáu chào khán giả nha, những Sáu. Chào nha. Hai những cháu đi hút ong rồi cả nhà. Đúa sắp chỗ lồng đồng rồi cả nhà ơi. Lôi quay mau quá trời. Này đi về quê ngoại đi theo mấy cậu với Dượng đi kiếm clip cả nhà ơi. Này, cảnh đồng quê này. À quên nữa, cổng ngoài sau phía bên hai ngoài sau nữa nè. Em trai mình nó đi sau rồi cả nhà ơi. Bé Hiếu nè. Chào cả nhà nha. Đây, bên đây là gần nha cả nhà. Bên đây là ruộng. Nhà thấy cảnh đồng lúa không? Xanh ôm luôn. Đang trên đường ra ổ ong này cả nhà ơi. Bỏ rồi cả nhà ơi. Giờ mấy dưỡng cháu mình đi kiếm ổ khác cả nhà ơi. Mới gặp hôm qua bữa nay bỏ rồi. Ổ này chắc cũng không có mặt nhiều, có một cục mặt nhỏ xíu. Mấy thầy trò mình đang băng rừng đi tìm ong rồi cả nhà ơi. Đó, trời rậm rạp quá, khó đi quá cả nhà ơi. Ây da. Ui da. Cả nhà có ai muốn trải nghiệm cái cảm giác băng rừng này không cả nhà? Đi về miền Tây với vui đi, vui dẫn cho đi băng rừng. Thôi rồi. Một bịch phụ cho cả nhà ơi. Đi họ không biết đường đi ra không. Định tới chưa? Quá. Ở trong đây có đi vô thả câu lương chưa? Trong đây thấy ngon quá nè. Dạ. Ôi lộn địa chỉ hả? Nè cả nhà. Đi lúc ông mà anh hai mình lội cái này nè cả nhà ơi. Đi kìa mà nãy giờ băng ngang xong rồi băng ngang gần luôn nè cả nhà. Nãy giờ 5 mẫu rồi nè. 5 mẫu mỗi mẫu đi hết trơn cả nhà ơi. Giờ đi qua đi kiếm tiếp cả nhà ơi. Không có gì Sáu mà không đi tới đâu rồi đó. Không rồi chú Sáu ơi. Đi cả nhà ơi. Hả cả nhà thấy không đó cả nhà. Rồi Dưỡng Sáu mình đang thao tác chuẩn bị cả nhà ơi. Ổ một hả Dưỡng Sáu? Ổ rồi đi kiếm nữa rồi khó. Kiếm 5 ổ nữa cả nhà, mới đi hết trơn rồi. Ủa hôm thì cũng bự lắm đó cả nhà. Bự lắm chứ đâu có nhỏ đâu. Đó, giờ có Sáu mình đang thay đồ. Bộ đồ bắt ong chỉ có ở đây mới có rồi cả nhà. Ở đây mới có rồi này thôi. Lấy cái gọng đựng cá giặt sạch sẽ là chùm lên là xong đó cả nhà. Cái này lên cũng khó lên hay dựng sao ha. Đó, mình đang leo lên rồi cả nhà ơi. Ôi dắt rồi cả nhà ơi. Chắc
Cả nhà biết con này không? Ở đây thì thôi. Dạ. Bao la luôn cả nhà, nó cắn dữ lắm. Bắt dắt cho giùm anh hai. Hai cậu cháu mình đang trèo lên đó cả nhà. Gần tới rồi đó cả nhà, nó ở phía trên. Khó leo quá vậy. Trơn quá. Chàm mà. Hôm em đi tháo lại ở bên kia. Trời quá luôn, đóng mặt. Con này hút cỡ mấy lít. Cái này không biết nữa. Thấy nó chưa u không? Con này ít mặt chứ không nhiều. Chưa u không ha. Có người cắt rồi. Khó leo quá, dần sao con leo khó rồi. Túa gà đó cả nhà ơi. Có mặt mệt. Cục mặt cũng trọng trọng. Cục mặt không được bữa phán nhau. Ôi, cũng to nè, cục mặt to mà. Tới hiểu rồi, nó tới hiểu rồi. Ủa, nó túa hì hì luôn cả nhà, nghe không cả nhà? Quá trời luôn cả nhà. Già quá hả cậu? Già quá mình già. Quá trời luôn cả nhà ơi, bậy rồi thì ổ này không có mặt người cả nhà ơi. Già muốn đi ổ này muốn bỏ luôn rồi. Ôi không có mặt luôn rồi cả nhà ơi. Ổ này bỏ luôn cả nhà, không có mặt. Đi kiếm từ nãy giờ ổ này đổ thứ 6 rồi mà không có mặt là thua luôn rồi cả nhà ơi. Chắc mình về luôn cả nhà ơi. Lụm tàn rồi. Rồi. Cái diện 6 lụm ra luôn đi. Mình thấy nó bay ra dạng dạng đó anh. Không biết anh vô. Sao mà xuống rồi cả nhà ơi. Mệt quá cả nhà, không có mặt. Đi kiếm nãy giờ lội xa lắm rồi mà không có mặt cả nhà ơi. Già hả vậy? Dạ. Ôi ổn này muốn bỏ rồi cả nhà ơi, hay nè. Phi đàn luôn rồi, có một chú à. Bỏ rồi cả nhà ơi. Trời. Ôi. Kiếm coi còn ổ nào nữa không cả nhà.
Rồi. Ôi thua luôn rồi những sáu ơi. Thua rồi. Thôi cũng kết thúc clip luôn cả nhà ơi. Thành quả này nè, nhà nhà đi kiếm 5 6 ổ luôn mà lấy được cái này nè cả nhà. Cái tàn không à. Được mới con. Chưa mặt. Thôi vô kết thúc clip luôn rồi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip của vui nha. Chào cả nhà các em trai. Chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo. Bye bye, chào cả nhà nha.